Thưa quý vị, bằng sức trẻ cùng tinh thần sáng tạo, dám nghĩ dám làm, nhiều thanh niên Bà Rịa Vũng Tàu đã khởi nghiệp, lập nghiệp ngay trên mảnh đất quê hương, không chỉ mang lại thành công cho bản thân mà còn tạo công ăn việc làm cho nhiều lao động địa phương. Nhờ tham gia phong trào đoàn, sớm tiếp cận với nhiều chương trình hoạt động khởi nghiệp, nên ngay từ thời học cấp 3, Nguyễn Trọng Thân đã mày mò khởi nghiệp trong lĩnh vực du lịch. Quyết tâm này càng được chắp cánh khi Thân trở thành sinh viên trường Cao đẳng Du lịch Vũng Tàu. Hiện nay dù vẫn đang đi học, nhưng Thân đã là chủ một công ty chuyên tư vấn thiết kế các tour du lịch, nghỉ dưỡng với mức thu nhập từ 15 đến 20 triệu đồng một tháng. Tôi nghĩ là khởi nghiệp là mình chọn một cái nghề kiểu là tự lập về tài chính. Chúng em dễ phát triển hơn. Với em thì kinh nghiệm và tiền kiếm tiền nó sẽ đi đôi. Cho tích lũy kinh nghiệm tại thường ngành này thì các ngành mà du lịch và phát triển mới, thế hệ Gen Z thì luôn luôn phải đưa cái sự sáng tạo mới. Mà để muốn có sáng tạo mà chắc bền phát triển lâu thì chúng ta phải có kinh nghiệm để phù hợp với nó, cái việc sáng tạo đó. Nhận thấy nhiều vườn bưởi trên địa bàn sản xuất kém hiệu quả, có nguy cơ bị chặt bỏ. Năm 2021, chị Nguyễn Thị Thùy Dung cùng 8 thanh niên phường Hắc Dịch, thị xã Phú Mỹ đã thuê lại 8 hectare bưởi để chăm sóc phát triển. Đầu tư chăm sóc hiệu quả nên 6 trên 8 hectare bưởi cho năng suất ổn định, giúp nhóm thanh niên này thu lợi nhuận hơn 1 tỷ đồng một năm. Càng tạo động lực cho cả nhóm quyết tâm mở rộng mô hình lên 15 đến 20 hectare trong thời gian tới. Bọn em cũng đang nghiên cứu ra một cái số mà các sản phẩm giống như là chè bưởi đồ này kia, rồi những cái thứ mà linh động từ những trái bưởi xấu, cái những cái trái đẹp đồ này kia, thì em sẽ có những cái vựa lớn ở Bến Tre, mình sẽ đưa về đó, còn không là em sẽ đi trực tiếp vào siêu thị. Không chỉ tự làm giàu cho mình, nhiều thanh niên còn tạo cảm hứng khởi nghiệp cho các bạn trẻ khu vực nông thôn. Mạnh dạn mở lối đi riêng với việc đầu tư một phòng tập gym quy mô tại khu vực nông thôn. Anh Nguyễn Minh Tuấn Anh, xã Hòa Hưng, huyện Xuyên Mộc, không chỉ có thu nhập từ 15 đến 20 triệu đồng một tháng, mà còn giải quyết việc làm bán thời gian cho 5 đoàn viên thanh niên, vận động đoàn viên thanh niên bán cà phê, đặc biệt là tổ chức mô hình rửa xe ngay tại phòng tập của mình để trích quỹ hỗ trợ thiếu nhi khó khăn. Mình làm một cái hệ sinh thái gym như vậy thì mình tận dụng được một mặt bằng, thì thanh niên làm ngoài người ta hỗ trợ phòng gym của mình ra, người ta có thể làm thêm những cái khác như là rửa xe thanh niên, thì người ta lại càng có thêm thu nhập. Mà có thêm thu nhập thì người ta mới có thể toàn tâm toàn ý cống hiến cho mình, vừa cống hiến cho tổ chức đoàn và vừa đảm bảo thu nhập cá nhân. Bằng tài năng và sức trẻ, thanh niên Bà Rịa Vũng Tàu đã và đang lan tỏa phong trào khởi nghiệp. Từ đầu năm 2023 đến nay, toàn tỉnh có 16 dự án tham gia cuộc thi dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn do Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và cuộc thi đổi mới sáng tạo ngành thủy sản tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu do Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh tổ chức. Tôi cũng phải thường xuyên tổ chức để tìm kiếm ra những dự án, những mô hình để chúng tôi có thể gắn kết và đồng hành hỗ trợ các bạn. Và chúng ta sẽ kết nối với lại các nhà đầu tư cũng như là các doanh nhân hoặc là các chuyên gia, cho các bạn sẽ có cái đầu ra cũng như là có sự đồng hành để phát triển kinh tế của các bạn nó bền vững hơn. Hiện tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cùng các cấp các ngành địa phương đang tiếp tục tìm kiếm các nguồn lực, đổi mới phương cách hỗ trợ, nhằm tạo đà thúc đẩy thanh niên khởi nghiệp hiệu quả thành công.